Rồi nè. Mà anh có dùng cái toner chưa? Toner nó quan trọng mà. À, đây đây đây, để em chị xịt ra đây em nha. Bữa nay anh Đăng Trung có hai trợ lý xinh đẹp hỗ trợ. Anh Trung, tụi em sẽ là trợ lý cho anh Trung. Dạ, lát nữa mình ăn lương. Đúng. Toner, nếu mà không có toner á, chắc chắn luôn là những cái kem dưỡng rồi những cái mà mình đồ sản phẩm dưỡng mà mình muốn nó thật sự thẩm thấu sâu xuống dưới da á, nó sẽ không thể nào nó làm tốt cái nhiệm vụ của nó được. Yeah. Khi make up mà dưỡng da mà quên toner là coi như là đối với anh á là coi như là bỏ hết. Yeah. Và khi mà cái da nó khô á, xong mình bôi kem dưỡng lên á, nó không có thấm, nó yeah, cứ nhầy nhầy một lớp ở bên yeah, trên. Dạ yeah, dạ yeah, dạ. Yeah. Sau đó mình lại đánh phấn nền lên nữa, thế là phấn nền với cả kem dưỡng nó không có tạo ra cái độ bám được. Yeah. Nên là toner là một điều không thể nào quên được. Dạ. Yeah. Em cứ nghĩ là có toner là nó sẽ quan trọng trong cái quy trình chăm sóc da thôi, nhưng mà không ngờ là trong cái quy trình make up thì nó cũng là một cái bước không thể thiếu, đúng không anh? Trước khi em bôi bất kỳ một loại kem nào lên, yeah, cứ dưỡng da là em sẽ cần phải có toner trước. Ừ. Ngoài cái việc là nó sẽ thay thế cái nước máy cân bằng cái độ pH ở trên da, thì nó sẽ làm mềm hơn và nó sẽ để cho những cái chất của cái kem á, nó thẩm thấu sâu hơn. Và khi mà nó thẩm thấu sâu hơn thì em đánh cái lớp nền lên nó sẽ tốt hơn. Ừ. Em đang rất là chờ đợi cái layout make up của Nam Anh ngày hôm nay. Thiệt, hóng lắm nha. Mà cái phần tóc của anh Nam Trung thì anh có dự định là mình sẽ làm tóc cái dạng nào chưa? Ở cái thập niên 90 này có một cái người mà anh cảm thấy là cá tính cũng sẽ rất là mạnh mẽ. Và đặc biệt là với anh á, thì cái chị supermodel này chị đã làm một cái việc, và sau đó là người ta công nhận tất cả những cái trước đó gọi là khiếm khuyết trở thành nét riêng. Đấy chính là Cindy Crawford với cả cái nốt ruồi ở đây. Và cái layout của Cindy Crawford, đặc biệt là ở trên tạp chí Vogue của những cái năm 90, nó thay đổi về cái tóc, về cái make up của cả thế giới ở trong cái khúc đó. Thế nên là anh sẽ lấy hình ảnh những cái mái tóc giống như là những cái cách make up của Cindy Crawford, anh sẽ thử làm với Nam Anh. Trời ơi, rất là đáng mong chờ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại người mẫu Nam Anh với sự biến hóa của chuyên gia trang điểm Nam Trung sẽ như thế nào nha. Xin mời Nam Anh. Wow. Nam Anh ơi, thực sự nghe luôn á, là Nam Anh rất là hợp với lại cái kiểu make up này luôn á. Với cái tướng này và với cái mặt này, make up nào mà chẳng hợp, đúng không? Nhưng mà tự nhiên làm như vậy xong rồi lại cái tinh thần người mẫu nó đúng kiểu siêu mẫu luôn, nó cao hơn nữa. Ừ, đúng là hồi nãy lúc mà chưa được make up á, em thấy á là Nam Anh ra có một cái phần mà hơi rụt rè. Tự nhiên bây giờ ra cái thần thái ngồi ngồi liền, khác hẳn luôn. Rất là liền, đúng. Ừ. Dạ, có make up lên em tự tin hơn á chị. Em rất là thích luôn, em nghĩ là tương lai em sẽ sử dụng cái make up này nhiều. Chắc là phiền anh sẽ phải làm chim nhiều nhiều anh Trung. Ủa mà em đẹp quá. Nhưng mà cái môi này đứng cười. Hết. Cái môi này nó đã nâu nha. Cái xong cái mình lại vẽ nó ăn gian á, nó gọi là cái full lips. Cái xong cái mình cười á, cái nó tè le, cái nó không còn đẹp nữa. Môi nó hơi vậy. Ủa vậy là mốt cái make up này là đi ra ngoài đường là có vậy hả? Đúng rồi. Cái ai nói gì, ai nói gì mắc cười rồi mình sao anh? Lỡ ai nói gì mắc cười sao mình? Cười, mỉm cười. Mắc cười ấy chị, thế nào Nam Anh? 3, 2, 1, mắc cười thế nào? Vậy thì với cái kiểu make up mà những năm thập niên 90 này á, thì anh Nam Trung nghĩ là mình sẽ phù hợp cái bối cảnh nào? Nếu mà cho những cái bạn mà cũng yêu thích cái kiểu make up này mà bạn ấy muốn áp dụng vào cuộc sống á. Cái bản thân anh á,
anh cũng thấy là anh thích là được à? Anh muốn trải nghiệm tất cả mọi thứ. Còn cái sự phù hợp hay không hay là một cái quy chuẩn nào đó thì nó sẽ tùy theo từng nhóm người, tùy theo từng cộng đồng. Đặc biệt là các bạn trẻ, thích thì nhích. Đừng suy nghĩ, với Nam Anh cũng vậy. Người mẫu đúng không? Thì layout nào mình cũng phải trải qua, layout nào mình cũng phải làm. Và hy vọng là cái cách mà mình hiểu về cái layout đó, nó sẽ làm cho mình diễn đạt nó một cách chuẩn mực hơn, nó đúng hơn và để người ta, mình đem được cái thông điệp đến cho người xem hơn. Hôm nay Nam Anh đến với cái chương trình ảo thuật sắc đẹp thì Nam Anh cảm thấy như thế nào? Hồi này cũng thử đồ này nọ rồi cũng nghe về cái cách làm đẹp rồi hôm nay makeup, nói chung là đủ thứ trải nghiệm, thì em cảm thấy sao? Đầu tiên là em cảm thấy rất là vui tại ở chương trình này thì mình được giao lưu, và thứ hai nữa là mình học hỏi được rất là nhiều. Sau chương trình này là em biết được cái cách mà mình sử dụng mỹ phẩm, rồi cái cách làm thế nào để chọn sản phẩm phù hợp với mình. Rồi đặc biệt là ngày hôm nay là mình biết thêm một cái layout mới mình. Ví dụ cái dịp nào mình thích, mình thay đổi. Và khi mình thay đổi em thấy là em cảm thấy em rất là năng lượng, cảm giác mình nó mới, nó khác biệt, nó không còn cũ kỹ nữa. Cảm ơn Nam Anh rất là nhiều, bởi vì Nam Anh ngày hôm nay đã đến với ảo thuật sắc đẹp nè. Và mong rằng nếu mà có cái dịp nào thì Nam Anh hãy thử cái layout nào nhiều đi. Tại vì em thấy cái layout này vô cùng hợp với Nam Anh luôn á. Thưa quý vị, trên tay Sam chính là kết quả của những nhận xét từ nãy tới giờ mà anh em mình đã cùng kiểm tra tất cả sản phẩm. Và về cái vấn đề mùi hương thì sản phẩm được đánh giá cao nhất đó chính là sản phẩm A. Và nếu mà liên quan tới độ che phủ á, thì hãng C lại là được điểm nhiều nhất. Còn về sự cân bằng màu da đó, tệp với lại màu da của mình á, thì là sản phẩm C được đánh giá cao nhất. Và kết cấu sản phẩm thì hãng C lại được điểm cao nhất. Wow, điều đó cũng đã quá rõ ràng là sản phẩm mà được đánh giá cao nhất về tất cả những cái yếu tố đó chính là sản phẩm C. Đối với anh thì anh thấy sự lựa chọn này là hoàn toàn chính xác. Dạ, chính xác, cũng đồng quan điểm với lại tất cả chúng tất ta cả ở đây luôn. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chương trình của chúng tôi cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sài Gòn Live thực hiện. Phát sóng vào lúc 19 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn nhãn hàng Trend Tip, nơi tìm kiếm bí quyết làm đẹp, để đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Hẹn gặp lại. Trời, bà không có cười từ đây tới cuối chương trình luôn nè. Vâng là sexy, vâng là thanh trạng.